Xin chào cả nhà, em tiếp tục giới thiệu các bác một chiếc quạt Nationa, hay gọi là Na bộ đội. Chiếc này các bác nhìn mặt đế nhôm phay, chạy siêu êm ái, gió thổi xa, mát sâu, ngủ kết hợp phòng điều hòa rất tuyệt vời luôn. Tất cả mọi chức năng hoạt động tốt, hình thức thì còn ở dạng khá nhé, như trên clip quang nhìn. Mọi thứ chuẩn chỉ, nguyên bản 100%, không động chạm bất kỳ hạng mục nào. Đế nguyên, dây điện nguyên. Con này em đã đấu biến áp điện 220V các bác rồi. Tất cả nguyên bản hết, cổ cánh lành. Đấy, tất cả mọi thứ nguyên. Chạy êm, khỏe. Mã số 3. Hẹn giờ. Đấy, cánh kia quay các bác. Chiếc này em bán là 2 triệu. Đấy, đã đấu biến áp điện 220V rồi. Các bác nào thích một cái tầm vừa phải thì các bác lấy chiếc này nhé, tầm tiền vừa phải, chạy siêu êm bền bỉ, bảo hành nguyên bản hết, không có mông má hay làm cái gì cả. Hình thức thì như trên hình các bác nhìn thấy, cánh nhiếc nguyên bản lành tít hết nha. 2 triệu cho một chiếc quạt Nhật. Đấy, rất phù hợp thì các bác dùng cho phòng điều hòa, phòng ngủ. Đấy, các bác mà lớn tuổi thì dùng càng hay luôn, chạy siêu êm. Số 1 các bạn này, chạy phe phẩy thôi, không có tiếng động nhé. Các bạn nào lấy chiếc này các bạn lôi nhé. Chào các bạn.